mọi người, kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về vị thuốc quý nấm linh chi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán nấm linh chi tại thành phố Hồ Chí Minh, uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Có công dụng đặc biệt trong việc phòng ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch và bồi bổ cơ thể không kém gì nhân sâm. Nấm linh chi được người Việt ưa chuộng và tin tưởng để cung cấp và bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Không chỉ dừng lại ở đó, nấm linh chi còn mang cho mình rất nhiều lợi ích khác mà người tiêu dùng vẫn chưa nắm rõ được. Trong nấm linh chi có chứa rất nhiều hoạt chất quý, điển hình trong đó là geranium, có hàm lượng cao hơn nhân sâm gấp 5-8 lần. Đây là một chất giúp hấp thu khí oxy tốt hơn để nuôi cơ thể. Ngoài ra còn các axit amin, saponin, vitamin, canxi. Nấm linh chi có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh vặt như cảm cúm, ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm mỡ máu, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản. Nấm linh chi phòng ngừa ung thư, thanh nhiệt, giải độc cơ thể, tốt cho người cao tuổi sức yếu, người thường xuyên bị đau nhức xương khớp, bệnh gút, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon, làm đẹp da, tóc. Đối với nam, làm tăng cường sinh lực và kích thích sản sinh testosterone hiệu quả. Cách sử dụng nấm linh chi hiệu quả. Sắc độc vị nấm linh chi chỉ cần 50g loại đã phơi khô, rửa sạch rồi sắc với 1 lít nước, đun sôi nhỏ lửa trong vòng 15 phút, lọc nước, bỏ bã. Có thể pha thêm mật ong đường hay đường phèn để dễ uống hơn. Phần bã đem phơi khô rồi nấu nước để tắm gội sẽ cho làn da mịn màng, tóc trở nên đẹp hơn. Trị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. 10g mỗi vị gồm nấm linh chi, long nhãn, quả dâu và có thể kết hợp thêm 6g mỗi vị gồm cúc hoa, lá sen, lá bông nem, lạc tiên để gia tăng công dụng, đem sắc lấy nước uống hoặc pha trà uống hàng ngày. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của nấm linh chi và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn đăng ký ngay bên dưới màn hình nhé. Hey,